Mua sạc nhanh chính hãng siêu rẻ đến chơi2.vn. Mua tai nghe Bluetooth i27 hay nhất tầm giá 500.000 đến chơi2.vn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của Dương Dê. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Hoàng Tử Khóc, bạn hỏi là em có tầm 3 triệu trở xuống muốn mua một chiếc điện thoại, yêu cầu là nghe nhạc hay bằng loa ngoài, có loa kép, mọi thứ trước không quan trọng vì em đã có máy chính. Máy này em làm máy phụ, chủ yếu nghe nhạc là chính. Mong được tư vấn cho lên sóng. Nếu mà với tất cả các yêu cầu này của bạn và bạn chỉ quan tâm tới vấn đề nghe nhạc ấy, thì mình nghĩ là bạn nên lựa chọn LG V30. Đó là sản phẩm mình nghĩ là thiên về hướng giải trí nhiều nhất. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Minh Tốc Độ. Bạn hỏi là anh tư vấn cho em một chiếc điện thoại trong tầm giá 10 triệu đổ lại, hàng chính hãng và là hàng sách tay. Nếu là chính hãng thì nên lựa chọn máy nào, và hàng sách tay thì nên lựa chọn máy nào là tốt nhất trong tầm giá 10 triệu. Nhu cầu của em là chơi game mượt trong vòng 2-3 năm. Rất là nhanh chóng thôi, nếu mà hàng sách tay bạn có thể lựa chọn mua là con chip Snapdragon 855 Plus. Và sản phẩm mà mình muốn tư vấn là cho các bạn trong cái tầm giá khoảng 10 triệu, đó là ZTE Nubia Z Magic 3S. Đó, Red Magic 3S. Cái sản phẩm này thì đang được bán tại Clipbuy với mức giá là khoảng hơn 10 triệu. Tuy nhiên các bạn thanh toán qua VNPay thì mức giá của nó chỉ loanh quanh tầm khoảng 10 triệu đổ lại thôi. Sản phẩm đó là có con chip Snapdragon 855 Plus và nó chơi game cực kỳ mượt mà, có tản nhiệt bằng chất lỏng bên trong và có cả tản nhiệt bằng quạt gió nữa. Đấy, sau đó thì mình cũng đã có bài mở hộp trên tay rồi và chơi game thì cực kỳ mượt mà. Đấy, đã có cả bài test game Red Magic 3S rồi. Còn sản phẩm hàng chính hãng thì ở trong cái tầm giá này, sự lựa chọn tốt nhất sẽ là con Xiaomi Mi 9. Mi 9 thì nếu các bạn mua tại một số cửa hàng bán hàng chính hãng, sau khi đã trừ đi hết quà và thanh toán qua VNPay thì mức giá của nó cũng chỉ loanh quanh tầm khoảng 10 triệu thôi. Con đó là con chạy chip 855 và chơi game tốt nhất ở trong tầm giá, không có con nào chơi game tốt hơn hai con đó ở trong từng phân khúc giá. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Nhài Phan. Bạn hỏi là em muốn mua điện thoại 5 triệu đổ xuống, pin châu 3.500, chip 730 trở lên, camera đẹp, màn hình đẹp, em dùng vài ứng dụng mạng xã hội, chơi game Free Fire, Liên Quân, hàng thì phải là hàng mới, sách tay, chính hãng đều được, cảm ơn. Với các yêu cầu này của bạn ấy thì là tầm 5 triệu đổ xuống là hàng chính hãng, là bạn không lựa chọn được một sản phẩm nào hàng mới cả. Còn hàng sách tay thì 5 triệu đổ xuống cũng rất khó, mà bắt buộc phải trên 5 triệu thì mới có sản phẩm chip 730 rẻ nhất bây giờ. Đấy là cái Redmi K20. Đấy, với Redmi K20 thì bạn sẽ được một sản phẩm với pin châu là khoảng 3.500. Pin châu là khoảng 4.000 và trên 3.500 rồi. Đấy, chip là chip 730. Camera của nó đẹp, màn hình tràn viền cũng khá đẹp. Dùng ứng dụng mạng xã hội với Free Fire, Liên Quân thì con đó chơi rất ngon. Đấy. Còn nếu mà bạn không bắt buộc là phải là chip 730 thì có một cái sự lựa chọn khác nó cũng ngang tầm với cả chip 730 và giá là dưới 5 triệu và rẻ hơn là con Redmi K20, thì đó chính là Redmi Note 8 Pro. Redmi Note 8 Pro là một sản phẩm với viên pin rất lớn, 4.500 mAh, cao hơn mức 3.500 rất nhiều. Chip của nó thì là chip Helio G90T, là xem với 730 rồi. Camera của con đó khá đẹp, màn hình cũng đẹp, dùng mạng xã hội chơi Liên Quân với Free Fire thì rất ổn. Đó, và đó là hai cái con mà mình nghĩ là tốt nhất dành cho bạn Nhài Fan. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Tuấn Lê Em. Bạn hỏi là cháu có 9 triệu, không biết là nên mua cái iPad nào, yêu cầu là chơi game nên là cần cấu hình cao, hoặc là pin châu, hoặc là trung bình thôi, camera không cần đẹp, chơi game như là PUBG, Call of Duty, Liên Quân Mobile, cháu đang nghĩ tới con Mini 5, mong được lên sóng. Với các yêu cầu này các bạn thì iPad ngon nhất ở trong tầm giá đó là iPad Mini 5 rồi, không có sự lựa chọn nào tốt hơn nó nữa. Đó là một sản phẩm có cấu hình cao nhất ở trong tầm giá khoảng dưới 9 triệu. Đó, với Apple A12 với 3GB RAM, có nó chơi game cực kỳ mượt, đặc biệt là đối với iPad. Pin trâu thì pin của iPad bao giờ cũng trâu hết. Đấy. Màn hình của nó thì thậm chí là bạn có được màn hình gần 2K cơ. Đấy. Và những cái điểm khác của iPad đó là bạn nên lựa chọn iPad Mini 5 để chơi game. Vì sao? Vì là iPad màn hình bé nó sẽ cho chúng ta cái trải nghiệm chơi game tốt hơn là iPad màn hình quá lớn. iPad màn hình bé thì chúng ta chơi game nó không bị càng tay, và thậm chí là nó bé như này thì chúng ta chơi game nó không bị mỏi tay, và cái việc với đến các cái phím bấm, kể cả về giữa màn hình các thứ, nó cũng sẽ dễ hơn là cái việc chúng ta chơi game với một cái iPad 9.7 inch. Chúng ta gần như 9.7 inch, mình nói luôn nhá, là hầu hết chúng ta phải có cái giá đỡ này để chúng ta chơi game như thế này, như thế này, như thế này, như thế này thì nó mới sướng. Chứ còn iPad Mini 5 chúng ta hoàn toàn có thể cầm lên và chơi rất thoải mái. Chứ còn iPad màn hình lớn từ 9.7 inch trở lên chúng ta vẫn có thể cầm được, nhưng mà chơi nó sẽ không thoải mái bằng 7.9 inch của iPad Mini 5 đâu. Và iPad Mini 5 mình nghĩ là một cái sản phẩm tối ưu nhất dành cho cả việc chơi game lẫn giải trí. Đó, giải trí màn hình của nó vẫn đủ lớn hơn màn hình của điện thoại rất nhiều. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Bạn Hiếu Võ, bạn hỏi là so sánh giúp em giữa LG G8 ThinQ và K20 Pro,
Em cần hiệu năng để chơi game, nghe nhạc YouTube. Cũng có cái hay quay phim và em định mua một trong hai con về làm YouTube, mong anh giúp em. Mình nói thật luôn, nếu mà để làm YouTube ấy và nghe nhạc nữa thì nên lựa chọn LG G8, thank you. Đấy, với các yêu cầu như này mình sẽ so sánh như sau nhé. Bạn nghe nhạc hay thì LG G8 thank you sẽ nghe hay hơn là K20 Pro. Bạn xem YouTube thì màn hình 2K của LG G8 cũng sẽ cho bạn trải nghiệm xem YouTube tốt hơn. Nếu bạn có kinh thức tế ảo nữa thì còn ngon nữa. Bạn hay quay phim thì mình nói luôn là với cái việc quay phim chỉnh tay rất tốt của LG G8 thì nó sẽ cho cái khả năng quay phim tốt hơn là K20 Pro. Đó, và tất cả những yếu tố này thì bạn nên lựa chọn mua LG G8. Đó là còn chưa kể LG G8 là một sản phẩm có khả năng kháng nước kháng bụi nữa. Đấy, và mức độ hoàn thiện mình cũng đánh giá khá là cao. Đến LG G8 thì không cần phải lo lắng nên lỗi đồ tử hay là bóng mờ đâu nha các bạn nhé. Và lựa chọn LG G8 sẽ là sự lựa chọn tối ưu hơn là Redmi K20 Pro. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Nguyễn Thành Đạt. Bạn hỏi là em đang dùng S9 Nhật và bán đi được 5 triệu. Em có thể cố lên được 6-7 triệu. Anh tư vấn cho em một máy Android, nhu cầu của em là pin tầm 4.000, có sạc nhanh, chơi game Liên Quân và PUBG tốt, camera trước sau ổn một chút. Em không thích Xiaomi và tai thỏ của LG. Rồi, với các yêu cầu này của bạn ấy, thì nếu bây giờ bạn bán cái S9 Nhật đi được 5 triệu, bạn cố lên tầm 6-7 triệu, thì bạn có thể lên được S9 Plus đi. S9 Plus có bộ đôi camera kép ở phía sau. Bạn sẽ có những cái trải nghiệm tốt hơn là S9 về màn hình lớn hơn, về pin trâu hơn và về camera kép. Đó. Còn pin của S9 Plus không được đến 4.000, nó chỉ tầm 3.500 thôi, nhưng pin của nó vẫn đủ trâu và có sạc nhanh. Đấy, và nó là một con máy Android. Và khi bạn lên ấy, thì bạn còn có những cái trải nghiệm cao cấp như là kháng nước, kháng bụi, màn hình 2K, các thứ. Đấy, thì mình nghĩ là lên S9 Plus là hợp lý nhất. Còn nếu không ấy, bạn lại trừ Xiaomi và lại trừ LG ra rồi, thì mình nghĩ là có một cái sự lựa chọn cũng có thể cho bạn một cái trải nghiệm nó mới. Nhưng mà mình nghĩ là trải nghiệm này nó sẽ không hoàn hảo bằng S9 Plus. Đó là con Realme X2. Đấy, Realme X2 là một sản phẩm rất là ngon ở trong tầm giá khoảng hơn 5 triệu thôi, bạn không cần phải cố lên tầm 6-7 triệu đâu. Đó là một máy Android đáp ứng được cái yêu cầu, đó là pin trên 4.000. Là pin 4.000. Nó hỗ trợ cả sạc nhanh, VOC, thậm chí là VOC 4.0 30W đi kèm theo máy. Con đó chơi game Liên Quân và PUBG rất tốt với con chip Snapdragon 730G. Và những trải nghiệm của nó thì cũng khá là mượt mà. Tất nhiên là không thể bằng được S9 với chip 845 được. Đấy, camera của nó có 4 camera phía sau và camera của nó rất ổn. Đấy, thì đó là những cái con trải nghiệm mới thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta so sánh chi ly ra thì mình nghĩ là nếu mà bạn bỏ cái yếu tố pin 4.000 ra thì S9 Plus mới là sự lựa chọn hợp lý hơn. Đó, đó là còn chưa kể là bạn có được kháng nước kháng bụi, thương hiệu tốt. Rồi là bạn lại còn có giải trí âm thanh nghe nó cũng hay, màn hình lại còn 2K nữa. Đấy, đúng nào. Đấy, và chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Kim Cúc. Bạn hỏi là anh cho em hỏi đầu Tết mua Mi 8 SE có ổn hay không? Nhu cầu của em là chơi game Liên Quân, PUBG mượt, camera tốt, pin 4.000, giá khoảng 3.500, mong được lên sóng. Với cái yêu cầu này của bạn ấy thì mình nghĩ là kể cả thời điểm này hay là đến Tết đi chăng nữa, không nên mua Mi 8 SE. Bởi vì đến Tết khả năng rất cao Mi 8 SE sẽ hết hàng. Còn mua bây giờ 3.500 thôi, bạn đã có thể mua được một cái sản phẩm X-Line, Realme X-Line tại Clickbuy rồi. Đấy, Realme X-Line sẽ đáp ứng được cái yêu cầu gì? Chơi game PUBG Liên Quân tương đối mượt thôi. Ở trong tầm giá nếu bạn để mức độ hạ trung bình. Camera của nó khá tốt, pin của nó là 4.000. Còn nếu mà cố hơn nữa là bạn hoàn toàn có thể lựa chọn mua được con chip 712 rồi. 712 ở trên Realme Q rồi. Đó, thì là quá ngon luôn. Và chắc chắn 100% từ giờ đến Tết Realme Q sẽ dưới 3.500. Và mua Realme Q sẽ là ngon nhất. Bởi vì sao? Vì chơi game Liên Quân chip 712 là khá ngon đúng không? Camera của nó rất tốt và pin 4.000. Đấy, chứ không nên đợi đến Tết xong mua Mi 8 SE làm cái gì. Đợi đến Tết thì Mi 8 SE lúc đó nó đã quá cũ rồi. Rồi chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Game Mobile. Bạn hỏi là em có tầm dưới 4 triệu, muốn mua một chiếc để chơi game Free Fire, PUBG tốt, Liên Quân Mobile, tầm khoảng 3.500, pin tầm 3.500, không cần camera tại vì em chỉ chuyên dùng để chơi game thôi. Em đang xem xét có con iPhone 6S Plus Lock, em không cần máy mới, mong anh lựa chọn giúp em, chúc anh luôn mạnh khỏe. Cảm ơn bạn. Nếu bạn không cần máy mới nhá thì cũng không nên lựa chọn iPhone 6S Plus Lock. Nhưng mà nếu chúng ta lựa chọn máy mới thì tội gì chúng ta không lựa chọn, đúng không nào? Đấy, nếu mà bạn chỉ lựa chọn để chơi game thì trong tầm giá hàng mới tinh đi, chúng ta có thể lựa chọn được con Realme Q là chơi game. Bây giờ mình đánh giá là tốt hơn iPhone 6S Plus đấy nhá. Chip 712 là khá ngon đấy. Tiếp tục nữa nào, nếu mà hàng cũ thì sao? 4 triệu bạn có thể bỏ tiền ra để mua một bạn có thể mua được một con LG V35 với con chip 845 rồi. Chơi game rất ngon luôn, ngon hơn là iPhone 6S Plus. Hoặc là bạn có thể mua được một con
Galaxy S8 Active. Con đó chip 835 cũng ngon hơn là iPhone 6s Plus về mặt chơi game. Đấy. Nên là mình nghĩ là bạn có thể lựa chọn những con đó. Còn nếu mà bạn bắt buộc pin là phải trên 3.500 thì bạn có thể lựa chọn mua con Redmi Q với pin 4.000 hoặc là con Galaxy S8 Active với pin 4.000. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Minh Thanh Nguyễn. Bạn hỏi là em có hơn 11 triệu, em đang ngắm con iPhone 10 hàng chính hãng Thế Giới Di Động, còn bảo hành 4 tháng, có ổn hay không? Còn lựa chọn nào tốt hơn hay không? Không cần camera đẹp, không cần pin quá trâu, chủ yếu là cấu hình, thời gian hỗ trợ lâu dài một tí, không xách tay, cũ hàng chính hãng VNA là được. Mong anh tư vấn, chúc anh sức khỏe và thành công. Thế thì đây là sự lựa chọn tốt nhất rồi. Bạn không có sự lựa chọn nào tốt hơn con này nữa đâu. Đấy, nếu bây giờ lựa chọn hàng cũ thì chẳng con nào ngon hơn iPhone 10 ở trong cái tầm giá này cả. Còn nếu mà sang Samsung ý, thì hàng chính hãng bây giờ chắc là bạn chỉ mua được con Galaxy Note không được Note 9 đâu, chắc chỉ được tầm S9 cũ thôi. Đấy, thì mình nghĩ là nên mua iPhone 10 sẽ là sự lựa chọn hợp lý. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Hiệp Bùi. Bạn hỏi là cho em hỏi tầm giá 10 triệu nên mua điện thoại gì xài trong khoảng tầm 2-3 năm, nhu cầu chủ yếu là ghi âm, nghe nhạc, tác vụ cơ bản, chơi game tầm khoảng 1 tiếng rưỡi một ngày, màn đẹp, pin trâu, có hay không cũng được, cấu hình tốt, chính hãng hay sách tay đều được, em cảm ơn. Thế thì rất nhanh thôi, Samsung Galaxy S10 sẽ là sự lựa chọn hợp lý nhất. Sau này có khả năng ghi âm rất tốt, nghe nhạc cũng đủ hay, các tác vụ cơ bản như việc bạn chơi game 1 tiếng rưỡi một ngày là được, màn hình của nó rất đẹp, màn hình 2K, pin của nó 3.500 là mức độ đủ dùng rồi, cấu hình của nó là tốt, chính hãng hay sách tay thì sách tay ở trong tầm giá đó bạn có thể lựa chọn được. Hoặc là nếu mà bạn tiết kiệm tiền hơn, bạn có thể mua một cơ sở rất là hay tại Clickbuy, đó là con LG V50. V50 là có thậm chí là có 2 màn hình, con đó ghi âm cực hay, nghe nhạc cũng cực hay, chơi game 1.5 tiếng trong một ngày thì con đó nếu bạn sử dụng một màn hình chơi game rất là lâu luôn, con đó pin 4.000 mà, đấy, pin của nó trâu hơn cả Galaxy S10 đấy. Và con đó với chip 855 thì chơi game khá mượt mà, admin Kha ở bên mình đã có bài test game cái sản phẩm đó rồi. Đó, pin của nó thì mình nói là 4.000 đấy, cấu hình của nó tốt và là hàng sách tay, thậm chí là giá của nó rất rẻ, rơi vào khoảng 7 triệu 9 thôi, 8 triệu thôi, bạn sẽ tiết kiệm được khoảng 2 triệu tha hồ mà đi làm việc khác, đúng không nào? Đấy, và như vậy là câu hỏi của bạn Hiệp Bùi cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn bạn rất nhiều, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.